ជម្រាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងសុខសប្បាយព្រមទាំងចេះថែរក្សាសុខភាពខ្លួនឯងផងដែរចាថ្ងៃនេះគឺអ្នកគ្រូនឹងបង្រៀនបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើតុក្កតាស្រមោលចាក្នុងការធ្វើតុក្កតាស្រមោលរបស់យើងគឺយើងមានសម្ភារៈដូចជាកាវស្កុតកន្ត្រៃក្រដាសពណ៌ជាមួយនឹងរូបស្រមោលហើយនឹងឡាំងអញ្ចឹងតោះយើងទៅតាមដានអំពី
Chà, dừng cắt rồi thái dừng trật bắt đập bay ơi rụt bà dừng rấn rụt bà chà dừng liệp cài nó chà chứng dừng cắt tam rụt riêng rụt bà vật hậu để dừng trở cá chà dừng vô tập bật cho mùi nâng vật thụ để dừng chọn bán cứ cái chà hai đồ bán ít cứ dừng bật tục làm bầy ơi nâng chà rồi rồi hái chẳng dân tầm mơ được biệt mình tỏa tiền chà chẳng nay chùm nói mình tỏa cứ dân bật thơ chia cảnh trọ đôi dân miền lăng chẳng má hai dân trọ lẹ cảnh ạ bẹp ní hai dân chập đang bật dân trời liệp cho sân chà rồi rồi hái chắc nhận bật hàng lớn đi đầm bay ơi vì là ngất nghe sưu dân thơ sầm màu tất cả tạp bây giờ chà rồi rồi hãy tỏ dân dân tầm mơ tóc cả ta sẵn màu tên ốc nè chà chìa bằng tỏ tiên cứ đầm bay ban mơ tóc cả ta sẵn màu bao dân cứ bốn bốn trơ miên cảnh chọn ní hai bà chìa mùi nâng phlơn chà phlơn đại dân bà cứ dân ạch bà phlơn bơl của bạn phlơn tu rửa sạp của bạn đầm bay mơ sẵn màu nâng khớn cứ dân
trời nơi ti ngủ ngịch chà chia bị xét cứ nơi bề dục nế chà anh chân ta dân tầm mơ tộc ta sẽ mau bao dân tầng ạc nè ចា៎នៅពេលនេះរបៀបធ្វើតុក្កតាស្រមោលរបស់យើងគឺត្រូវបានបញ្ចប់អ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចេះអំពីរបៀបធ្វើតុក្កតាស្រមោលទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាចេះច្នៃប្រឌិតវត្ថុផ្សេងៗអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ